Bình An Tử Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trước khi đi vào nội dung của video, quý vị vui lòng chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video và những nội dung mới nhất về tử vi của 12 con giáp nhé. Và ngay sau đây thì xin mời quý anh chị đến với video những con giáp này trong 7 ngày tới, đại phát đại lộc, cuộc sống khởi sắc rực rỡ, hưng thịnh. Lưu ý với quý anh chị là video chỉ mang tính chất là tham khảo và trải nghiệm. Trên thế giới có hàng tỷ con người, nhưng số mệnh chẳng một ai giống nhau. Có người sinh ra đã ở vạch đích, thứ gì cũng sẵn, muốn gì cũng có, chẳng cần phải cố gắng cũng tự thành công. Cũng có người chật vật từ nhỏ, lớn lên chỉ đủ chi tiêu, già rồi thì mới vun vén được một ít của cải. Đôi khi chúng ta chỉ biết chấp nhận rằng số phận đã an bài như vậy, chứ chẳng thể nào ganh tị được. Mỗi một con giáp đều có vận mệnh riêng của mình, người thì làm đầu thắng đó, người thì lần mãi chẳng ra. Nhưng quý anh chị cứ yên tâm, ở hiền gặp lành, làm phúc tích đức, cho đi và nhận lại, dù ít hay nhiều thì đó cũng là thành quả của quý bạn. Trong video này, Bình An Tử Vi sẽ chia sẻ về vận mệnh trong 7 ngày tới của năm 2022 Nhâm Dần. Những con giáp này sẽ đại phát đại lộc, cuộc sống khởi sắc rực rỡ, hưng thịnh. Nhắc lại, video chỉ mang tính chất là tham khảo và trải nghiệm. Mỗi con giáp, mỗi con người sinh ra đều có số mệnh riêng. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 của những con giáp mà Bình An Tử Vi phong thủy nhắc tên ở dưới đây đã có trên kênh. Mời quý anh chị xem chi tiết hơn tháng 4 âm lịch này của quý bạn sẽ ra sao. Nếu quý anh chị muốn xem tử vi chi tiết cho bản thân của mỗi cá nhân, hãy chia sẻ video này và để lại giờ, ngày tháng, năm sinh, năm âm lịch ở bên dưới để Bình An Tử Vi trả lời quý anh chị sớm nhất có thể. Con giáp đầu tiên, tuổi Tý, hưởng nhiều vinh hoa phú quý khi bước qua tuổi tứ tuần. Phải công nhận rằng những ai sinh năm Tý thì đều chăm chỉ, cần cù và vô cùng sáng dạ. Nhưng nếu muốn thành công thì họ luôn phải chờ đến thời điểm 38 và 46 và 52 tuổi thì mới có 3 lần bứt phá. Dù tài vận của Tý đến khá trễ, nhưng đó là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Đến năm 38 tuổi thì ai sinh năm Tý tiền tài đều đã đủ, nhưng phải chờ đến năm 46 tuổi thì mới hy vọng dư giả. Đến tầm tuổi 52 thì phú quý vinh hoa vây quanh, trở thành đại gia bên cạnh con cháu. Con giáp thứ hai, tuổi Sửu, vượt qua nhiều thử thách, bứt phá ở tuổi 35. Hầu hết những ai sinh năm Sửu thì đều có nhược điểm là bốc đồng, đôi khi không thể sáng suốt trong một số quyết định, phải chờ đến khi tính cách ổn định, chín chắn hơn, đó là năm 35 tuổi thì những người tuổi Sửu mới có sự nghiệp tiến triển. Dự đoán kể từ đây thì mọi chuyện mới suôn sẻ, làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều may mắn, tiền tài dư giả về sau. Con giáp tiếp theo, tuổi Dần, sự nghiệp khởi sắc bước qua tuổi 30. Những ai sinh năm Dần thì đều có tính tình nóng nảy, nghiêm nghị, tuy nhiên lại có ý chí vững chãi, độc lập và sự nhanh nhẹn. Con giáp này nên học cách phải kiềm chế cảm xúc nếu muốn đi đến thành công. Cứ qua 30 tuổi, sự trưởng thành, chín chắn của người tuổi Dần sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành tựu. Con giáp tiếp theo, tuổi Mão, giàu sang phú quý ở độ tuổi từ 33 tới 38 tuổi. Nói về những người sinh năm Mão thì người ta đều cho rằng đây là người không quá nhanh nhạy, tài trí, cho nên họ cần phải nỗ lực gấp đôi người khác nếu muốn gặt hái được quả ngọt. Bình An Tử Vi dự đoán từ độ tuổi 33 tới tuổi 38, tuổi sự nghiệp của tuổi Mão sẽ có nhiều khởi sắc, làm công thì được thăng quan tiến chức, kinh doanh, buôn bán thì thu về nhiều lợi nhuận. Con giáp tiếp theo, tuổi Thìn, vinh hoa phú quý từ thuở mới lọt lòng. Muốn ganh tị cũng khó vì hầu hết những chàng trai, cô gái sinh ra vào năm Thìn thì thường có số phú quý từ nhỏ. Từ lúc mẹ sinh ra, họ đã được sống trong no đủ, chiều chuộng mọi thứ về vật chất. May mắn thay, hầu hết tuổi Thìn đều có thiên phú làm ăn, nên từ độ 16 tới 18 tuổi đã có của đẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong các năm 28 và 30 tuổi. Lời khuyên cho con giáp này đó là không nên quá kiêu ngạo, hãy sống hòa hợp với mọi người, như thế thì mới có thể gặp được nhiều quý nhân. Con giáp tiếp theo, tuổi Tỵ, hậu vận giàu sang, sung sướng cả đời. Ai sinh ra trong năm Tỵ thì đều có điểm chung là sống bí hiểm, uyên bác, khôn ngoan hơn người. Do quá tính toán nên từ năm 35 tới năm 40 tuổi thì mới có được thành công.
Người sinh năm Tỵ thì nên sống biết mình biết ta, đừng nên quá chi ly để hậu vận có thể nhận được nhiều lộc phúc, an vui bên gia đình. Con giáp tiếp theo, tuổi Ngọ, trở thành tỷ phú ở tuổi 35. Dù hiện tại Ngọ có số mệnh nghèo khó đến mấy thì đó cũng là lỗi của chính bản thân bạn. Chứ thực ra, theo số mệnh thì từ tuổi 35 tới tuổi 38, sự nghiệp của bạn đã có thể khởi sắc. Thậm chí nhiều người tuổi Ngọ có cơ hội thành tỷ phú ở tuổi 35. Những ai sinh năm Ngọ, hãy cố gắng nắm bắt thật tốt, đừng để vụt mất cơ hội, kẻo hối hận về sau. Con giáp tiếp theo, tuổi Mùi, ăn ở hiền đức, phát tài ở tuổi 40. Ai sinh tuổi Mùi thì cũng rất ngay thẳng, sống thật thà và được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, đôi khi đó lại là điểm yếu khiến bạn bị kẻ xấu lừa đảo. Dự báo của Bình An Tử Vi, từ năm 40 tuổi thì sự nghiệp lẫn việc kinh doanh của bạn bắt đầu có nhiều quả ngọt. Cố gắng phấn đấu về sau, có thể vinh hoa và phú quý. Con giáp tiếp theo, tuổi Thân, tiền bạc rủng rỉnh ở tuổi 21. Thần nên nhớ số mệnh đã định sẵn cho bạn có nhiều cơ hội giàu có ở tuổi 21. Nếu hiện giờ bạn đã 30, 40 mà vẫn nghèo túng là do lỗi của bạn, không biết nắm bắt cơ hội mà thôi. Nếu hiện tại thân đang có của ăn của để thì tuyệt đối đừng nên tiêu xài quá phung phí, cần phải chi tiêu đúng cách, đến trung vận và hậu vận dễ dàng làm ăn hơn. Con giáp tiếp theo, tuổi Dậu, quý nhân phù trợ, sớm sống trong nhung lụa. Ai sinh năm Dậu thì cũng được hưởng nhiều may mắn do được ông bà tổ tiên ưu ái. Lúc mới sinh, dù họ không phải con nhà giàu, nhưng lúc nào cũng được bố mẹ chiều chuộng và bảo vệ hết mực. Tuổi này được hưởng lộc phúc từ người thân, gia đình và bạn bè. Từ tuổi 22 tới tuổi 30, tiền bạc rủng rỉnh ở trong túi và có thể tự mình làm những gì mà mình thích. Con giáp tiếp theo, tuổi Tuất, trung vận phát tài. Bình An Tử Vi dự báo đường tài vận của Tuất sẽ nở rộ vào năm 26, 33 và 40 tuổi. Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để có thể bứt phá ở tuổi 33. Hãy làm những gì mà bạn muốn ở tuổi này sẽ mang lại nguồn thu khổng lồ đấy. Con giáp cuối cùng là tuổi Hợi, mang nhiều lộc phúc ở tuổi 33. Những ai sinh tuổi Hợi thì đều có tính cách khá bộc trực, thẳng thắn, cho nên đôi khi nó cản trở Hợi trong các mối quan hệ. Nếu Hợi khéo léo hơn một chút thì bạn có thể trở nên rất giàu khi ở độ tuổi 32 và 33. Đương nhiên, số mệnh đã chỉ rõ và cơ hội vẫn tìm đến, nhưng quan trọng là bạn có đủ tinh tế hay không. Đôi khi số mệnh ban cho bạn cơ hội, điều bạn cần làm là nắm bắt lấy chúng mà thôi. Trên đây là những con giáp này trong vòng 7 ngày tới sẽ đại phát đại lộc, cuộc sống khởi sắc rực rỡ, hưng thịnh năm 2022 nhâm dần mà Bình An Tử Vi gửi tới quý anh chị. Trên kênh sẽ còn rất nhiều nội dung hấp dẫn khác về tử vi của 12 con giáp. Xin mời quý anh chị đón xem và để lại một đăng ký kênh và một chia sẻ video cho Bình An Tử Vi phong thủy nhé.